Nhớ kỹ nè nghe. Tết nhất, năm mới, năm cũ sắp qua, cái gì cũ kỹ cho nó qua đi. Cái gì cũ kỹ cứ cho nó qua. Cũ kỹ như là cái buồn, cái giận, cái hận, cái trách, cái không vừa lòng, không vừa ý của năm cũ nghe. Mình chuẩn bị 1, 2, 3, qua. 1, 2, 3, qua. Này quý Phật tử, những cái gì mình buồn, mình không vừa lòng, không vừa ý, hoặc là con hay chồng hay vợ gì đó, hay làm ăn không được gì đó, của năm cũ năm nay mà đang âu sầu buồn bã rầu rĩ vậy đó nghe. 1, 2, 3, cho. Wow. Cứ 1, 2, 3 cho quá. Các quý vị, bởi vì cái bài hát hay nghe. Cái gì à? Năm cũ mình bỏ qua, cừ ha ha. Thấy không? Bây giờ tiếp một câu nữa. Chuyện buồn năm cũ bỏ qua, cừ ha ha. Đúng không? Đó. Mà nên cái câu chuyện mà nhà Đức từng kể bị nghe mà bà cụ hứa chiếc á. Bà sống tuổi thọ mà người ta hỏi bà cách dưỡng sinh là cách gì mà bà sống tuổi thọ như vậy, thì bà nói rằng bà thường ha ha chứ không có hu hu. Quý vị thấy ha ha chưa? Còn hu hu là sao? Bảo đảm 100% quý vị, nhiều đời nhiều kiếp những đức là hu hu nên đời này nó hô. Vì có chữ hu và chữ hô nó kế bên, cũng là âm hờ không đúng không? Mà đổi lại chữ ha, đúng không? Đúng không? Nên từ nơi đó mà buồn và vui kế bên, hu hu ha ha. Nên con người sống trong cõi đời này, mới đó hu hu, rồi kế đó ha ha, rồi mới đây ha ha, rồi một chút có khi hu hu. Thấy chưa? Nên từ nơi đó mà cả đại chúng chùa chúng ta phải diễn. Diễn cái vai gì? Diễn cái vai ha ha. Diễn cái vai của danh hiệu A Di Đà Phật, còn một danh hiệu là một vị Phật hoan hỷ, đúng không? Là một vị Phật hoan hỷ. Chỉ cần diễn một cái vai một vị Phật hoan hỷ là tự nhiên quý vị đi đâu cũng được người ta tiếp đón nồng hậu. Nhưng Đức nói với vị nghe, xấu gì xấu, chỉ cần mà gương mặt tươi vui thì đi đến nhà ai người ta cũng mời uống nước. Còn bây giờ đẹp cỡ nào đẹp mà gương mặt buồn hiu âu sầu, đi đến nhà người ta sợ lắm. Bà ta còn đồn ra nữa, ta đồn ra là cái bà này đi đến đâu là xui đến đó, đi đến đâu thì xui đến đó. Nên người ta gặp quý vị người ta tránh xa hoàn toàn. Nên gương mặt tươi vui là cái hành động đặc biệt nhất cho mình và cho người. Quý vị coi như chùa chúng ta bây giờ Tết nhất mà giờ mình có đi đâu chơi đâu, tất cả người trong chùa đều là ở trong chùa hết, không có đi đâu hết. Cả là chợ hoa chợ gì cũng không có đi. Ở đây hoa bao la, chợ hoa nào bằng chợ hoa chùa Hộ Pháp. Bây giờ Nhân Đức nói với vị nghe nghe. Hoa mà ở ngoài đời, quý vị để ý kỹ đi, cái cành hoa và nhị hoa nó không có ướt át như là hoa trong chùa. Giống như cái cách dưỡng của người ta là thúc đẩy, đi ngược cái thời gian. Còn hoa trong chùa mình á, là chăm sóc bằng tình thương mến thương. Nên khi hoa chỗ bông, cành hoa, nhị hoa cũng mịn màng. Đặc biệt lắm quý vị, rất là đặc biệt. Quý vị để ý thiệt là kỹ thì sẽ thấy rõ ràng luôn. Quý vị coi cái hoa giấy ở ngoài đời, hoa giấy của chùa mình hoàn toàn khác luôn. Chính những đức để ý rõ ràng mà. Tại vì người ta bán hoa giấy ngoài đời, đi lỡ coi cái cây bông giấy của người ta, coi bông giấy của chùa hoàn toàn khác.
Vì con người mà được sống ốp Phật Pháp á, nhìn họ sẽ hoàn toàn khác cái người mà không tiếp nhận Phật Pháp. Nhớ kỹ, khi quý vị mà được sống ốp Phật Pháp á, con người quý vị sẽ rất là an vui và tự tại. Nhiều cái chuyện buồn phiền đến quý vị tự sẽ tan biến rất là nhanh. Nên tại sao mỗi ngày chúng ta thường niệm Phật? Vì chúng ta niệm Phật là chúng ta được sống ốp câu Phật hiệu từ thân lẫn tâm. Quý vị coi bây giờ con người mình mà nếu mà không niệm Phật, không dùng cái chữ giác ngộ trong nhà Phật dạy, thì cái gì chúng ta cũng sẽ nặng nề phiền não. Những đức nói quý vị nghe, những đức mà không vui đố những đức giảng được cái bài giảng này á, khó giảng cái âm thanh này lắm đó quý vị. Quý vị thấy nói một câu nó chạy lên câu, sao giảng đây đó. Nên quý vị biết rằng là thường con người ta thất bại là đụng chuyện thất bại là gì? Không bình tĩnh. Chứ nếu như bình tĩnh giữ bình thường thì có chuyện gì xảy ra đâu. Cứ giữ bình thường chứ đi. Nên tại sao những đức thành công về cái pháp tu? Người ta thành công rồi những đức lấy nguyên cái pháp tu của người ta, những đức giữ yên nguyên hoài. Lâu ngày những đức trở thành kinh nghiệm, nên bản thân những đức không bị thất bại. Quý vị biết rằng á, một cái nghề nào cũng vậy quý vị à. Người ta làm lâu mình nhào vô mình làm, mà đừng có làm thầy hay, mình cứ làm với thầy người ta đi. Rồi lâu ngày mình trở thành người có kinh nghiệm. Khi kinh nghiệm rồi, quý vị muốn chuyển sang sao cũng được. Còn chưa có kinh nghiệm, chuyển tầm bậy mắc luôn tần số. Giống như cái nghề người ta buôn bán thành công, chúng ta có lợi người ta buôn bán y gan vậy thôi. Lâu ngày đi rồi chúng ta nhìn nhận sâu sắc, rồi chúng ta điều chỉnh cách buôn bán lại là hay. Chứ đừng có nhào vô chỉnh liền của người ta là hoàn toàn thất bại. Nên mọi một công việc làm, mỗi công việc làm là thường ngày mình đều là chú trọng. Khi vào cái công việc gì là chúng ta đều thành công. Đừng có bao giờ chờ cơ hội mới nghiêm túc. Bình thường thì không chịu để ý, tới chờ cơ hội, tới chuyện rồi lúc đó chúng ta bị hụt hẳn là thất bại. Cũng như người niệm Phật cũng vậy, thường thường ngày chúng ta lại lơ là, không chịu tinh tấn. Khi mà cơn vô thường đến bất tử, chúng ta trở tay không kịp, chúng ta lại bị hụt hẳn. Nên con người ta thường bị cái bệnh gì? Nước đến chân rồi chạy, chạy không kịp. Quý vị coi những đức lo cho 2000 con người lúc nào cũng đầy đủ, đâu phải là nói cái chuyện những đức không có sự tính toán. Những đức đều có sự tính toán của nó. Vừa chân thật tin Phật Bồ Tát, mà kế đó mình phải có sự tính toán khéo léo. Thì 2000 con người này mới có da, có thịt, có mỡ. Đúng quý vị. Bây giờ ở trong chùa quanh năm mà nhìn xinh xinh như vậy thì đâu có đơn giản. Mà chùa đông người như vậy mà tu không ai điên. Cái này là pháp đặc biệt cái bí bì. Nếu mà ai mà nhận thức được sâu sắc thì thấy là cái phương pháp tu này, phương pháp sống này quá tuyệt vời. Người ta ngoài đời quý vị biết, ngày nào người ta cũng chạy lông nhông ngoài đường. Ngày nào người ta cũng chạy lông nhông ngoài đường. Còn mình ở đây thì sao? Quanh năm cứ ở trong chùa, mà có người ai cũng bình thường, ai cũng vui, mà làm việc lại cực lực, thành công nhiều lĩnh vực. Một năm chúng ta tổ chức bao nhiêu chương trình? Chương trình nào tổ chức chúng ta cũng phần nhiều điều thành công. Cái chuyện mà viên mãn hoàn toàn thì chúng ta trong cõi đời không dám nói. Nhưng mà một năm chờ, nhìn lại thời gian đi qua của một năm, chúng ta thấy đó cũng là một việc vô cùng ý nghĩa của cuộc đời chúng ta rồi quý vị. Quá ý nghĩa rồi, đúng không? Nên bây giờ những người mà thành công có ở phía sau mình để giúp hỗ trợ mình thành công. Những con người này nè, những con người cực kỳ quan trọng. Sự thành công nào cũng không bao giờ có một cái cá nhân ai đâu quý vị à. Sự thành công đều là có những con người hỗ trợ chung tay với mình. Chùa mình từ quý thầy, quý chú, quý cô, quý cụ, những người gần mắt cũng hỗ trợ những đức thành công. Tại vì sao? Khi họ gần mắt họ ra đi tốt đẹp nhẹ nhàng, đó là họ hỗ trợ cái pháp tu mà những đức hướng dẫn được thành công. Ví dụ như năm nay, ví dụ như bé 10 tuổi đâu này kia, bé mà khi mắt đặc biệt như vậy là hỗ trợ những đức thành công chứ gì. Nên chúng ta trả ơn cho người thầy hướng dẫn mình niệm Phật để thành công, đó là gì?
Mình chân thật niệm Phật khi cuối cuộc đời của mình ra đi nhẹ nhàng, đó là sự báo ơn. Thật sự là báo ơn đó quý vị. Còn chúng ta nhận hạt gạo tam bảo, chúng ta lo tu hành, tu mà an lạc vui vẻ. Cha mẹ bây giờ nhìn các cô, các thầy, các chú trẻ này, họ nhìn họ yên tâm, phải là mình báo ơn tam bảo không? Vì Phật tán thán, đạo Phật là đạo hiếu, tâm Phật là tâm hiếu. Nên chúng ta ở trong ngôi nhà tam bảo mà mình tu học sống ý nghĩa, sống tốt đẹp, sống vui vẻ, thì đó là rõ ràng là chúng ta đang báo hiếu cho cha mẹ rồi còn gì. Phải không? Bây giờ 100% quý vị, người làm cha làm mẹ nào cũng vậy chứ. Họ luôn luôn dõi bước nhìn theo con, dõi mắt nhìn theo con mình, nhìn thấy những đứa con mình, mong những đứa con mình được hạnh phúc, được vui vẻ. Họ đều là cảm nhận điều đó đó. Đến chi họ mừng khi thấy con họ vui vẻ, tốt đẹp. Nên mỗi một con người chúng ta sống trong cuộc đời này, mình tiếp nhận Phật Pháp, mình vui vẻ, mình an lạc, đó là một hành động đặc biệt để mà mình đem cái pháp tu hoàn truyền và giúp cho cha mẹ mình được bình an. Bây giờ thí dụ như mình đi tu, mình có một chỗ ở đàng hoàng, cơ ngơ gì, cha mẹ người thân cũng thấy bình an. Chứ gặp bây giờ mình đi tu, mình đi long nhông ở chỗ này chỗ nọ, ở chỗ kia, cha mẹ không biết mình ở đâu, cha mẹ cũng buồn lòng lắm. Nên người ta thường nói câu an cư thì lập nghiệp. Chúng ta tu hành phải có một cái pháp tu rõ ràng. Sống ở đâu thì có một chỗ ở, chỗ sống đàng hoàng. Đó là cái điều rất là đặc biệt quý vị. Còn nếu như mà mình long nhông, long bông, không có được thành công gì đâu. Mười mấy năm nay những đức đi tu, toàn là những đức ở đâu, ở rõ ràng một chỗ. Tu, phương pháp tu rất rõ ràng. Hướng dẫn càng ngày càng đơn giản. Nói những văn tự dễ hiểu vô cùng. Điều là tích lọc hoàn toàn những văn tự dễ hiểu. Đến chí, văn tự dễ hiểu cho người ta dễ tu. Chứ nếu như mà mình đưa lên những cái văn tự khó hiểu, làm sao mà người ta áp dụng được. Nên chúng ta chia sẻ Phật Pháp, vì sao đông người nghe, số lượng người đến nghe Pháp cũng đông, là vì sao? Vì đa phần những con người chúng ta đều thích nghe dễ hiểu. Thấy không? Nên Tết nhất á, gần đến rồi, những đức mấy ngày nay cứ phiên Phật tử, dù công việc buôn bán làm ăn gì có bận biểu cỡ nào bận biểu, nhưng cố gắng nghe Pháp niệm Phật, cái tích tụ nguồn năng lượng cho nó dày thì mùng một Tết nó mới vui. Chứ mấy cái ngày Tết này vợ chồng dễ cự lộn lắm nè, rồi dễ chữ con chữ gia đình lắm, tại vì buôn bán ế ẩm, tức chữ sùm. Quý vị ơi, hoa kìa, nhà đức nghe một số người nói không mua luôn, một số mà dựa hoa lớn đứng luôn, không mua luôn, không mua được bao nhiêu, ế cực kỳ ế luôn. Thì quý vị biết rằng là người ta khó khăn cỡ nào chưa? Nên á, bây giờ á, ai cũng khó khăn hết rồi. Thôi thì chúng ta buôn bán cái gì kiếm lời cũng lợi ích thôi. Bây giờ ai cũng khó khăn hết, giờ mà mình buôn bán mà mình muốn kiếm lời nhiều, mình bán không được á. Tại vì người ta đâu có tiền đâu mà mua mắt. Thôi mình hạ xuống một chút giá lợi ích một chút. Lợi ích còn đỡ hơn không lợi. Kinh doanh phải khôn vậy đó. Thí dụ như lúc nào mà một cái món hàng mà bán quá đắt thì chúng ta bán mắc một chút, người ta cũng mua. Còn bây giờ lúc này là cái gì nó cũng ế, thôi mình bán rẻ đi, mình lợi ích lại một chút đi, để cho người ta dễ mua mình. Từ nơi đó mà mình cũng có lời, còn hơn là mình không bán được gì, mắc cả chì lẫn chài. Nên nhiều con người chúng ta tham mà thâm vốn liếng, tham mà thâm vốn liếng, hiểu không? Nên Phật dạy càng mở rộng tâm lượng chừng nào thì càng đầy đủ chừng nấy. Chùa chúng ta vì sao đa phần cái gì cũng đầy đủ? Nó thật lòng mà nói, quý vị rất may mắn có một người lãnh đạo dẫn quý vị đi. Tại sao? Cái đầu mà nó không rộng rãi, đố mà cái mình với cái đuôi quọ quậy được, không có cửa đó đâu. Cái đầu là chính nhất, làm hay không là do cái đầu. Gặp cái đầu mà keo kiệt thì quý vị cũng kiệt keo luôn.
100% quý vị. Cái đầu mà keo kiệt là bị kiệt keo á. Phật tử mà quý vị mà xui xẻo, quý vị gặp ngay ông thầy keo kiệt lại bị cũng chịu thua luôn. Vì ổng keo kiệt nên ổng làm cái gì cũng tính toán với quý vị. Hoàn toàn ổng sẽ dạy vị keo kiệt. Quý vị mà gặp một ông thầy mà không tu hành giải thoát gì thì quý vị y rang. Không lẽ quý vị vượt qua ông thầy. Nên từ nơi đó chúng ta rất may mắn là được gặp nhau trong cõi đời. Chúng ta cũng chịu tu, chịu niệm Phật, cũng chịu liều mạng giảng sanh, đúng không? Một số mấy cô lúc trước ngồi ở đây không, mấy bà ngồi ở đây năng lượng mấy bà dữ dằn. Bên đây bà ngồi tút phía sau mặt đơ đơ. Phải tạo ra một nguồn năng lượng dù mình ở một phương chờ nào. Được chưa? Cuộc đời con người có những lúc lên voi nhưng có khi cũng xuống chuột. Hiểu chưa? Nên mình có lúc mình cũng ngồi phía trên nhất, nhưng có lúc chúng ta sẽ tập ngồi phía dưới nhất. Để coi cái cảm giác mình như thế nào, mình mới cảm nhận được là khi mình ngồi phía trên và khi mình ngồi phía dưới. Nên chúng ta thường ngày ngồi được phía trên, mình phải tích tụ nguồn năng lượng cực kỳ dày. Mình gói gọn nguồn năng lượng này lại, mình để thẳng vào trong cái trái tim chúng ta. Hiểu không? Để khi chúng ta ra phía sau ngồi thì nhờ cái năng lượng đó mà trái tim chúng ta luôn luôn bùng cháy. Đúng không? Đó. Các vị thấy không? Những đứa bệnh một tháng chờ mà cái tâm trạng năng lượng những đứa có thiếu đâu. Thân bệnh mà tâm không bệnh. Thấy chưa? Cái này là luyện rõ ràng đó. Hiểu không? Năng lượng tràn đầy. Nên cái năng lượng này, cái văn tự lời nói nó truyền tải theo lời nói nó đẩy đi. Ai mà tiếp nhận thì nhào vào. Thì cái năng lượng này nó sẽ tiếp cho quý vị. Nghe cái là nó tiếp cho quý vị liền. Năng lượng hừng hực nó nhào vào quý vị. Quý vị tích tụ được thì chỉ có một cách, đó là gì? Quý vị hãy mở trái tim ra. Mở trái tim ra, hiểu chưa? Ừ. Quý vị mở trái tim ra thì năng lượng nó sẽ nó sẽ tiếp vào trái tim đó. Đúng không? Đó, nên quý vị nhớ. Tại vì sao? Vì cái người ta an lạc, người ta tự tại, người ta vui vẻ, người ta không bị ràng buộc nhiều cái nặng nề. Thì khi người ta chia sẻ Phật pháp mình nghe mình cũng thấy nhẹ nhàng. Chứ gặp mà bây giờ mà Tết tới gì mà những đức lên mà những đức, quý vị ơi, Tết nhất mà chùa gần 2000 người, gạo giờ gần hết, cụ năm nay ở bệnh suốt, thầy cũng ho tháng mấy nay, mấy cụ mấy ngày nay mới chết suốt. Gần Tết tới mà chết liền liền. Thầy lo quá, giờ chắc chịu không nổi. Biết tới đây tới Tết thầy có còn sức khỏe để giảng pháp biết không? Tao nghe cái này Phật tử nó tờ là tao ngoài buôn bán không có được cái gì, làm ăn không có tiền, mà nghe thầy cái đó thôi tôi sợ quá, thôi mầm thôi mai mốt đừng có bắt thầy nữa, nghe ông mệt quá, nặng nề quá, biết không? Quý vị coi, hôm qua mới bên chùa mới một bà cụ mắc, hôm nay vừa liệm, sáng mai đi lên đài quả táng, buổi sáng đi qua làm cái lễ để đưa lên đài quả táng, chiều nay bên hộ pháp mới có bà cụ ra đi. Sáng mai là 17 tiếng giảm thời gian, ai mượn mắt lúc này. Lúc bình thường niệm 24 tiếng, lúc Tết tới niệm 17 tiếng.
giảm 7 tiếng vậy chi? Vì lò thiêu người ta có hoạt động hay không mấy ngày Tết? Đưa lên mà ta kêu đi về, chắc đem về đây chắc kho tàu. Chứ sao bây giờ? Mua thêm vài trứng một vịt chai đem về. Nên từ nơi đó, sáng mai 8 giờ liệm, chiều 2 giờ đưa lên lên đài quả thiêu. Thì thấy đi liên tục chưa? Rồi chấm dứt giùm tôi đi tới rồi đó. Có gì qua mùng 6 tính. Hiểu chưa? Mấy ngày nay tôi kêu ngưng hoài mà sao đi tới tấp. Mấy bà cụ chùa mình lạ ghê. Mình kêu ngưng thì bà không ngưng. Mà mình kêu đi đi thì bà không đi. Cái cõi này là cái cõi thường làm ngược lại quý vị ơi. Tôi thấy mấy ngày nay như Đức giảng Đức nói không thôi Tết tới đừng có đi. Mới đi hôm qua bữa nay đi nữa. Không mà mình nói cho vui chứ thọ mạng ta đến ta phải đi chứ. Đúng không quý vị? Nè. Gì? Biết đâu mà 30 Tết tôi đi thì sao? Thọ mạng đến biết đâu. Ai biết được quý vị? Hiểu không? Con người vô thường không ai ngờ được đâu quý vị ơi. Nói thì chứ lúc nào mà đi là nó đi thôi à. Mình nói cho vui vậy thôi. Mấy cụ mà đi lúc nào kệ bà. Hiểu không? Đó. Nếu mà thí dụ như không ai thiếu thì mình thiếu. Mình đem ra sau hè. Củi chùa hôm nay cũng nhiều, mình kê lên, mình để lên chơi, mình đốt cây xong. Có gì đâu. Nói vậy chứ làm đó cũng khó lắm quý vị. Không dễ đâu nghe. Đó, nên mấy cái ngày Tết này á, mấy bà cụ trong chùa mình á, bà nào đi đi mà bà nào ở lại thì vui vẻ. Vui không các cụ? Quý Phật tử mà nhìn mà chùa mà ai cũng vui vẻ gì nữa nghe. Đó là một cái bài học xác thực trong cuộc đời. Vì nhớ, trong cuộc đời chúng ta, tất cả người thân chúng ta, bất cứ người nào thỏa mãn đến thì họ ra đi. Người ở lại phải sống cho thật là tốt. Hiểu không? Người ở lại phải sống cho có ý nghĩa, phải sống cho thật tốt. Chứ người ta ra đi rồi mình mỗi ngày mình khóc lóc, mình đưa tiền người ta đi xuống chứ. Hiểu không? Cái thế giới cực lạc là vui vẻ, nên chúng ta phải vui vẻ để đưa tiền người ta đi về cực lạc. Cái bà cụ mà mắt này quý vị là cái bà cụ mà lủng cái lỗ ngay cần cổ, uống nước ở trên, ở dưới chảy tạt lấy cái ly hứng lại, rồi uống lại một cái nữa tiếp tục lấy cái ly kia hứng lại tạt. Quý vị coi đau đớn như vậy mà bây giờ bà ngồi bà niệm Phật nghe, ngon lành lắm nghe. Bà nói với cái bà kia là khi tôi đi tôi sẽ làm cái tay gì, xong tôi để cái tay ngay cái ngực, có nghĩa là tôi giảng sanh. Chưa mà khi bà đi thì bà để cái tay gì nè, không biết sao luôn. Rồi khi bà mắc thì bà để cái tay bà ở bên, không phải bên trái tim mà bà để ở bên kia là không biết trái gì nữa. Bà này mới làm lạ ngược lại. Nhưng mà bà siêng niệm Phật lắm quý vị ơi. Rất là siêng niệm Phật. Nhớ không? Cần cổ lủng vậy nghe. Mà mỗi lần mà như Đức vô nhà Đức thấy bà là bà cứ A-di-đà-phật, 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 A-di-đà-phật. Tại cần cổ lủng rồi đâu có niệm rõ câu được quý vị. Mình có cái miệng một, còn này nó thêm một cái miệng nữa. Quý vị chưa thấy đâu, quý vị ăn cơm, nhai cơm, nhai ở đây, nuốt đây, lọt đây. Còn cái hộp nào vô, còn hộp nào không vô thì lọt ra. Lấy cái chén hứng lại.
Thấy cuộc đời quý vị thấy, mang cái thân này ai biết được ngày mai quý vị. Nên chúng ta nghe đạo là cái đặc sắc nhất của chúng ta là gì? Là chúng ta được nhắc nhở vô thường. Người mà đá đổ vô thường là quý vị sẽ hoàn toàn sẽ bị thất vọng khi sự cố đến với mình. Người khi nhận thức được vô thường thì không có một cái gì mà đè vẹp được quý vị hết chứ, hoặc là xô ngã quý vị chứ. Tại vì sao? Vì mình nhận thức được vô thường nên bản thân con người mình sẽ nhận thức được cái việc có đó rồi mất đó, có đây rồi mất đây. Nhận thức được điều đó thì bản thân quý vị sẽ không bị hụt hẳn. Nên tất cả những người có vợ có chồng dù thương yêu nhau cỡ nào, quý vị hãy luôn luôn nghĩ cái việc xa lìa, nhất định sẽ xa lìa. Có thương cỡ nào nó cũng xa lìa. Tại vì cái cõi đời này là như vậy mà, sớm hay muộn thôi à, ai cũng sẽ xa lìa. Nên chúng ta hãy trân quý ngày hôm nay. Ta bây giờ còn sống với nhau, tại sao không nhìn nhau để nở nụ cười, mà để mai mốt thì nhìn vô phần mộ để mà khóc lóc? Tại sao khi còn sống với nhau không gặp nhau để nở nụ cười và nói những lời tha thứ cho nhau? Đúng quý vị? Tại sao không nói những lời tha thứ cho nhau mà đợi khi chết rồi để quỳ trước phần mộ tha thứ cho nhau? Khi mình nói những lời tha thứ cho nhau ngay phần mộ thì cái việc chết đi đã tính vào cái chuyện siêu thoát hay đọa lạc rồi. Còn bây giờ chúng ta còn sống, có những gì không vừa lòng, không vừa ý nhau, có những gì không vui với nhau, hãy nói đi nhau, cỡ mở đi nhé, đúng không? Những cái việc gì năm cũ buồn phiền không vui, bắt đầu chuẩn bị 1, 2, 3 bỏ qua. Nghe quý vị, những bài pháp đơn giản gì mà không chịu nghe nữa là thôi. Đơn giản dễ làm, nhận thức sâu sắc, văn tự dễ hiểu, ý nghĩa vô biên. Ý nghĩa nhiều trong lắm, không phải giỡn đâu nghe. Quý vị thấy không, những đức mỗi ngày vui với người ta nên fan bao la. Bây giờ quý vị ở dưới nhìn lên mà ở trên nhìn xuống, quý vị nhìn coi đạo tràng hôm nay đẹp không quý vị? Ai thấy đẹp tao đưa tay lên coi. Quá đẹp luôn đúng không? Cái nét đẹp mà nó không có phân xón hay son phấn. Cái nét đẹp đây là một cái nét đẹp vô cùng tự nhiên. Nghe quý vị? Bởi vì nghe, cái chữ son phấn mà nó mà đổi ngược là nó cũng kỳ cục thế kia. Quý vị thấy chưa? Nên á, tất cả các cô trong chùa, quý vị coi phim ảnh quý vị thấy không? Cô nào cũng không xức một miếng kem, không tha một miếng son. Vì mà mặt mày như trái bồng bon. Ý cái chưa, quay phim lên thấy sáng sủa ghê chưa, trang điểm gì đâu, nó vặn bộ đồ bình thường thôi, quấn cái khăn lên, đội cái nón đơn giản và nó nổi bật rồi, quá xịn sò. Cái kiểu này mà đội cái nón này lên á, không có thấy đầu chọc. Coi chừng cái nước ngoài Mỹ đen nó coi được nó về nó hỏi cứ chết mồ hết. Hiểu không? Bây giờ hỏi mấy thằng Mỹ đen nó về nó hỏi cứ bà đạo. Bao nhiêu cô trong chùa mà nó không tìm cô nào, nó tìm ngay cô đạo.
Mà Mỹ Đen nó nhờ phiên dịch của Việt Nam mình dẫn tới chỗ luôn. Nó hỏi cái tiếng như cái tiếng nước ngoài mà thằng kia phiên dịch lại là cô liên đao. Cuối cùng dẫn ra thấy bà ngồi lặt gao. Thằng Mỹ Đen nó nói tiếng nước ngoài mà cái tiếng ẹo ẹo giống tiếng Việt Nam. Nó nói nè, Na này đây, na này. Thì quý vị biết rằng là những Đức bước ra, những Đức nói vậy nè, tôi báo cho anh Mỹ Đen biết, đây là một cô ở trong chùa đẹp nhất chim sa cá chép. Muốn cưới cô này đâu có dễ. Liên đạo đứng lên quay mặt lại cho người ta biết cái nhan sắc. Đứng lên đẹp phải khoe chứ không nói vòng vo chứ. Quay liên đạo nó. Nét đẹp. Rồi ngồi đi, nét đẹp vô cùng. Quay cô đạo cho mấy Phật tử biết. Rồi mời cô đạo ngồi xuống. Hồi xưa mới vô chùa, bà mẹ lúc còn sống dẫn cô đạo vô, bả mái tóc đuôi gà quẹo một bên, phía trước để tóc ghìa ghìa phủ xuống. Đi ở từ ở miền Tây lên tới đây, mẹ cũng mệt, con cũng mệt. Hai mẹ con ngồi ngay cái ghế chùa thủy tạ. Đạo mệt quá, bả đại vào cái ghế, dựa vào, mặt đưa lên, tóc phủ xuống. Những Đức hỏi bà mẹ, cô ơi, con cô có ổn không? Bà mẹ hỏi, thầy hỏi vậy là sao? Là sao ổn hay không ổn thầy? Đức nói là bà có căng bằng không? Có căng bằng hay không? Thấy không? Mẹ nói vậy con không hiểu căng bằng là sao. Là bả có bình thường không á? Chứ nhìn bả sao thấy ghê quá. Bà mẹ nói nó cũng 70 thầy. Nó ta mới vô bị nhìn ghê lắm. Vậy mà trong cái thời gian mà ở trong chùa mình á, cổ bị biết rằng cổ làm những công việc mà phục vụ tam bảo bằng tận đáy lòng, rồi bằng đêm hôm của dụng công của tu hành. Quý vị biết rằng là khi sáng cô thức sớm, cô ngồi ngay cái lan can mà cô hít tinh hoa trời đất. Quý vị biết rằng là cô đẩy cái tay vậy nè quý vị, rồi cô nhìn lên chờ. Vậy mà bây giờ bà đẹp vậy đó. Mấy cô trong chùa không có được ganh tị với cô đạo nghe chưa. Chị em sống với nhau, bả tu bả đẹp được không có ganh tị với bả. Mình là người tu hành không phải như người ngoài đời. Thấy người ta đẹp ganh tị với người ta nghe chưa. Cô đạo này bả bây giờ mà cái nét đẹp bả cũng ngang ngang với tứ đại mỹ nhân Trung Quốc. Đúng không? Cô đạo nổi tiếng chắc chắn luôn. Cái bài giảng này không là cô đạo nổi tiếng nè. Tết năm nay mà còn bao nhiêu con người tìm đến bài xin chữ ký. Ai mà lại xin chữ ký mà ghi đại chứ ai cho đạo Phật nghe chưa. Ui ký gì đó. Thấy không? Đó quý vị. Không mà những câu chuyện kể bất tử mà nó vui quý vị. Thấy không? Vui không quý vị?
Vui thì cười lên cái coi. Ở đâu mới vui thật sự quý vị? Đúng rồi. Nhưng mà mình đang còn ở đây thì phải có niềm vui nghe. Mà muốn có niềm vui thì phải làm sao? Mà niệm Phật mà vẫn còn buồn thì phải làm sao? Mà niệm nữa mà nó cũng buồn nữa thì làm sao? Quyết chí là phải. Đúng rồi. Quý vị mà quyết chí niệm Phật thì cái thằng buồn chắc chắn quý vị chạy mất dép. Nhớ nghe. Quý vị niệm Phật mà vẫn còn buồn, quý vị niệm Phật mà vẫn còn buồn, quý vị niệm Phật mà vẫn còn buồn, như vậy là quý vị phải kiên nhẫn niệm. Tại vì sao? Không lẽ quý vị lại thua thằng buồn? Đúng không? Quý vị niệm Phật quý vị vẫn bệnh, quý vị niệm Phật quý vị vẫn bệnh, quý vị cứ niệm Phật nó cứ bệnh. Từ từ quý vị, niệm Phật là niệm Phật, bệnh là chuyện của mày bệnh. Rất là hay, cực kỳ quan trọng luôn quý vị. Thấy không? Những cái điều như Đức chia sẻ đơn giản quý vị để ý nghe. Đó, để ý đó. Chứ đừng bao giờ niệm Phật mà vẫn buồn, niệm Phật mà vẫn buồn, niệm Phật mà vẫn buồn, thôi chuyển phương pháp khác. Thua, thua rồi, đầu hàng. Đem Phật A Di Đà ra đầu hàng là thôi chịu thua. Đúng không? Quê quá. Quá quê. Quý vị, như Đức hỏi quý vị nè. Đức Phật A Di Đà thì bây giờ chúng ta nói cái câu dễ hiểu đi. Phật A Di Đà cũng như ngài là ông vua. Thấy không? Bồ Tát Quán Thế Âm thì cũng như thừa tướng. Bồ Tát Đại Thế Chí cũng như thừa tướng. Mà Phật A Di Đà là vua. Vì vua với thừa tướng ai là nắm quyền cao nhất? Vua. Đúng không quý vị? Vậy thì quý vị chỉ cần chăng thật niệm A-di-đà Phật, Phật A-di-đà sẽ phái Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí đến làm những việc gì mà các ngài giúp đỡ quý vị được. Mà cái đặc biệt của người tin pháp môn Tịnh Độ này là ngay chỗ nào? Để cái lon tôi luyện bây giờ. Đó, tôi đang chuẩn bị vỗ cái tay mà thấy cái lon. Quý vị nhớ, quý vị niệm ngay danh hiệu A-di-đà Phật thì Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí chưa đến thì mười phương chư Phật sẽ đến. Nhớ nghe. Vì sao mạnh dạn nói câu này? Vì sao? Vì sao? Vì mười phương chư Phật đều tán thán A Di Đà Phật. Mười phương chư Phật chưa đến thì khỏi chờ, hoặc là thằng hộ pháp sẽ đến. Yên tâm đi. Thì để ý đi, chương trình khiếm thị, ngày chương trình khiếm thị ngồi ngoài nắng thì chờ mát, phải là khỏi chờ hỗ trợ không? Còn ai vô trong chùa lu bu lộn xộn muốn quậy thì thằng hộ pháp hỗ trợ đưa những tên quậy đi ra ngoài. Là gì? Hộ trì cho những người đến đây, hộ trì chúng ta. Hay chưa? Hộ trì những người đến đây, hộ trì chúng ta. Có bốn người móc túi đến chùa mình. Nói nhỏ cho quý vị nghe. Móc túi một thời gian xong đi về nhà cũng vô đây nghe mình giảng luôn. Móc túi, mỗi người này đều có gia đình và có con hết. Khi đến gặp những đức giống như là xin sám hối vì vô đây móc túi. Riêng bốn người này chưa có gì,
Nhưng con và vợ của người này lại bị té gãy tay gãy chân. Vì thấy kinh khủng không quý vị? Cái quả báo á, cái quả báo nó đến ngay cái người mà mình thương nhất. Đó mới là cái cách đòi nợ cực kỳ đáng sợ. Ghê chưa? Tôi gặp những đức họ nói rằng là từ hôm nay con sẽ giải nghề này, không bao giờ làm cái nghề này nữa. Quý vị thấy không? Móc túi vô chùa nghe pháp viết cũng chuyển hóa. Cái sự gia trì trong Phật pháp là cái gì? Cái sự gia trì trong Phật pháp là dạy quý vị để quý vị được nghe cái giáo pháp của Phật. Đó là sự gia trì cho mình để bản thân mình điều chỉnh lỗi lầm, sửa sai, làm tốt. Nhờ như vậy mà chúng ta mới được sự gia trì. Nói rõ ra là sự gia trì là ai gia trì cho chúng ta? Ai? Chúng ta là người gia trì cho chúng ta đó. Nói rõ ra là như vậy. Nên mấy ngày nay những đức chia sẻ cái bài pháp, từ đó tới giờ chúng ta không biết tu, chúng ta thường thắp nhang trước bàn thờ ông bà chúng ta để cầu ông bà chúng ta gia hộ cho chúng ta. Sai rồi. Vì sao? Quý vị suy nghĩ nè. Mỗi một con người đi đến với cuộc đời này, chúng ta đều là phải hành được năm giới: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu. Năm giới này nếu là bậc thượng của giữ năm giới thì là những con người đang nghe pháp và tu hành tịnh độ nè, là bậc thượng. Bậc trung là người tu lang thang, bậc hạ là ở biên địa vùng biển cả, đánh bắt sát sanh hại vật, không nghe được Phật pháp. Đó là năm giới của bậc hạ. Nhớ nghe. Như vậy thì quý vị xem lại ông bà tổ tiên chúng ta, ai là người tiếp nhận Phật pháp giữ năm giới? Nếu như họ không giữ được năm giới trong nhà Phật thì bản thân họ đi đâu? Tam đồ ác đạo họ có Phật. Mà đã họ ở trong tam đồ ác đạo, họ lấy đâu để gia hộ cho chúng ta? Nhưng đức hỏi quý vị, một con người nghèo sơ nghèo xác có đem của cho quý vị được không? Chúng ta bây giờ nè là phải tu tạo phước duyên để gỡ của cải cho ông bà tổ tiên nè. Việc này mới là đúng. Hiểu không? Nên trong nhà Phật có câu nói là một người thành tựu của quyền thăng. Quý vị biết ông bà tổ tiên chúng ta bây giờ đang đói khát, đang khổ đau đa phần ở trong tam đồ ác đạo. Vì sao? Được thăng người là phải giữ được năm giới. Như vậy thì ông bà tổ tiên nào mới gia hộ được cho con cháu? Nghe nè, quý vị là ông bà tổ tiên đó. Vì sao? Vì quý vị khi chết đi tái sinh lại. Nếu như ai ở trong đây là ông bà tổ tiên của con cháu quý vị ở những đời hiện tại đang còn mà chúng ta không thể nào biết nhau, thì quý vị đang tu tập đây, mỗi ngày quý vị nghe cái bài hồi hướng chưa? Nguyện đem công đức này hồi hướng cho cửu quyền thất tổ, ông bà cha mẹ anh chị em trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp. Nghe chưa? Từ nơi đó quý vị là ông bà tổ tiên của con cháu quý vị đang hiện tại trong cái cõi đời này nè. Nhưng vì chúng ta sanh đến cõi đời này, chúng ta đã đi qua một khoảng thời gian chúng ta không thể nào biết nhau, đó là thăng bằng quyến thuộc. Vậy thì mỗi ngày quý vị tu như vậy thì đó là cái mà quý vị gia hộ cho con cháu quý vị đó. Còn nếu như mà những con người bi đọ tam đồ ác đạo thì đa phần quý vị đừng có mong cầu được họ, mà quý vị phải là người tu hành để cầu siêu độ cho họ thì mới là tốt. Đó. Quý vị xem lại đi, chúng ta hãy tìm hiểu cái gia đạo chúng ta đi, cái gia đạo nào mà ông bà cha mẹ mà nghiêm túc tu giữ năm giới rất ít, đúng không? Nên chúng ta mỗi ngày thắp nhang cầu ông bà tổ tiên để gia hộ chúng ta. Việc này làm ông bà tổ tiên chúng ta đau lòng lắm. Mà chúng ta nên niệm thêm một câu A Di Đà Phật, làm nhiều việc thiện việc tốt để hồi hướng cầu siêu độ cho ông bà tổ tiên chúng ta. Việc này rất đúng, rất là đúng. Nên quý vị bây giờ đang có cha có mẹ đang biết tu hành mà đang giữ năm giới và đang niệm Phật cầu sanh cực lạc, quý vị là người đại phước báo, đại phước báo.
Họ mới là người thật sự gia hộ cho quý vị. Sự gia trì của họ cho quý vị là cái gì? Là cái hành động sống của họ đến với quý vị. Để cho quý vị nhìn cái hành động sống của họ mà học theo đó, đó là sự gia trì đó. Chứ chúng ta từ xưa tới giờ hoàn toàn đã hiểu sai rồi. Cái câu cực kỳ dễ hiểu luôn. Đó là gì? Nghèo sơ, nghèo sát, không có một cắt bạc lấy đâu cho chúng ta. Nên chúng ta bây giờ là đang học Phật này, đang niệm Phật, đang làm việc thiện, việc tốt này, là quý vị mới là người thật sự có để mà cầu siêu độ cho họ. Nên tất cả con cháu cơ hội dịp Tết nhất về đây tu tập, ở đây tu, dự khóa tu, niệm Phật, lễ Phật, làm thiện, làm tốt, thì trong cái dịp Tết này để cầu an cho người thân, cầu siêu độ cho ông bà tổ tiên chúng ta. Việc này có lợi ích cực kỳ lớn. Quý vị coi, người ta Tết nhất người ta đi chơi đầu này đầu kia, quý vị đi tu, đây là một cái việc cực kỳ quý, quý lắm, hiểu không? Bây giờ bao nhiêu đứa con cháu ở đây, bây giờ Tết nhất bây giờ nó ở chùa, nó lo nó niệm Phật, nó phục vụ Tam Bảo, mà hồi hướng cho ông bà tổ tiên quý vị thì lợi ích cỡ nào? Cầu an cho cha mẹ thì lợi ích cỡ nào? Quý vị chưa nói tiếng cầu an, chưa nói tiếng cầu siêu, mà đã là cầu an cầu siêu. Vì trong bản thân của chúng ta đều có cha và có của mẹ chúng ta. Nếu cha mẹ chúng ta còn sống, chúng ta an, cầu an cho cha mẹ. Chúng ta có tâm siêu thoát, cầu siêu cho cha mẹ. Chưa nói chuyện cầu an cầu siêu, nó cũng đã là thật chất cầu an cầu siêu. Nên những điều người ta chia sẻ Phật Pháp nó rất là xác thực, nó rất gần gũi. Và thật sự mà nói thì nó giải mã cái tâm mình luôn, giải mã luôn những cái điều mà nhiều người chúng ta đã là sai lầm, sai. Nên chúng ta nhìn Phật Bồ Tát để giác ngộ, nhìn Phật A Di Đà để giác ngộ, nhìn Bồ Tát Quán Thế Âm để từ bi, nhìn Đại Thế Chí để dùng trí để hành đạo, hành sự là đúng rồi. Phật Bồ Tát là người khai mở trí tuệ cho mình. Phật Bồ Tát là đang khai quang điểm nhãn cho chúng ta. Nên có nhiều người hỏi, thầy ơi, con thỉnh tượng Phật về, có cần mời người khai quang điểm nhãn hay không? Những đức nói, ai? Ai là người có khả năng khai quang điểm nhãn cho Phật Bồ Tát? Phật Bồ Tát là người khai quang điểm nhãn cho chúng ta. Mỗi ngày nhìn Phật Bồ Tát, niệm Phật, lễ Phật là đang nhờ Phật Bồ Tát khai quang điểm nhãn cho cái tự tánh Phật chúng ta nó hiển lộ. Chứ chúng ta là kẻ phàm phu, lấy năng lực gì để khai quang điểm nhãn cho Phật Bồ Tát? Quý vị hãy bình tĩnh ngồi suy nghĩ kỹ đi. Nếu như quý vị là người có khả năng khai quang điểm nhãn cho Phật Bồ Tát, như vậy thì đem Phật Bồ Tát xuống dưới, đưa quý vị lên bàn thờ ngồi. Tại vì linh hơn Phật Bồ Tát. Quý vị công nhận không? Bây giờ nhà người ta thờ Phật mà những đức lợi, những đức cầm ly nước để khai quang điểm nhãn cho Phật Bồ Tát, thì quý vị nghĩ đi. Quý vị đem những đức lên bàn thờ đi. Những đức ngồi xích bằng quý vị lại đi. Vì những đức còn hơn Phật A Di Đà, Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí. Nên chúng ta học Phật nó phải có một cái trí tuệ nhìn nhận cho cực kỳ sâu sắc, thì mình học Phật mới được lợi ích lớn quý vị. Tại sao người học Phật, có những người học Phật được lợi ích rất lớn, mà có những người học Phật không có lợi ích? Là tại vì cái góc độ học Phật quý vị không nhìn ra. Phật Pháp vô cùng mua đen, thật sự luôn, 100%. Quý vị, những đức học Phật Pháp, những đức thấy rõ ràng Phật Pháp cực kỳ là xịn sò, cực kỳ mua đen, có thể gia nhập, hội nhập mọi hoàn cảnh. Quý vị coi có cái Pháp nào mà đặc biệt đến mức như vậy? Nếu như thật sự hiểu Phật Pháp, quý vị sẽ thấy Phật Pháp cực kỳ thù thắng, chứ mọi hoàn cảnh của con người, công việc nào cũng áp dụng Phật Pháp được hết chứ. Hạng người nào cũng học Phật được hết. Bởi vì học Phật quý vị có thể sống trong mọi hoàn cảnh, địa điểm, vị trí, bất cứ chỗ nào, quý vị cũng có thể áp dụng Phật Pháp vô cùng xịn sò, vô cùng mô đen, không có quê mùa chút nào cả. Học Pháp quá hay. Tại sao chúng ta lại học ra Phật Pháp nặng nề? Là tại chúng ta, hiểu không? Nên năm cũ sắp qua, năm mới sắp đến.
cười lên cái coi, đúng không? Cười phải hả cái miệng lớn ra. Ừ, cho phiền não bay ra, chuyện buồn bay ra, tránh xa, tránh xa, đúng không? Đó. Nên từ nơi đó mà nhờ Phật pháp quý vị giúp cho chúng ta vui đó. Đúng là chia sẻ Phật pháp xong bây giờ quay phim mới thấy quý vị còn đẹp hơn lại nãy mới vô. Nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý vị và hàng Phật tử khắp nơi nơi, ai cũng là người tín nguyện niệm Phật kiên cố, sống trong cuộc đời này trong mọi hoàn cảnh, sống hoàn cảnh nào vui hoàn cảnh nấy, vui nhất là được tiếp nhận Phật pháp, được niệm Phật, được nghe pháp mỗi ngày. Dù việc không vừa lòng, không vừa ý gì, hãy duy trì mình, đó là biết thương người. Và hãy tín nguyện niệm Phật, phải về cực lạc thì thật sự chúng ta mới thương tất cả mọi người nhé. A Di Đà Phật. Quyết tâm về cực lạc quý vị ơi. Quyết chí về cực lạc nghe. Muốn về cực lạc thì phải làm sao? Phải niệm Phật quý vị ơi. Muốn giúp thăng bằng quyến thuộc mình phải làm sao? Muốn hết khổ phải làm sao? Muốn hóa giải nghiệp phá thai phải làm sao? Rồi quyết tâm niệm Phật quý vị ơi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.